Trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tự hào là địa chỉ uy tín, tin cậy, chất lượng cao, mang đến dịch vụ thăm khám, điều trị, chăm sóc cho phụ nữ toàn diện và an toàn nhất. Đặc biệt, Trung tâm sản phụ khoa kết hợp chặt chẽ với Trung tâm sơ sinh, khoa nhi, Trung tâm tim mạch, Trung tâm xét nghiệm, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, khoa dược, tạo nên quy trình khép kín từ tầm soát, phát hiện cho đến chẩn đoán điều trị các bệnh lý sản khoa, phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, sản chậu, bào thai, tuyến vú từ đơn giản đến phức tạp với hàng loạt dịch vụ thường quy, cao cấp và đa dạng như tầm soát ung thư phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư âm hộ, ung thư buồng trứng, khám và điều trị nội khoa, phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc, u nang buồng trứng, v.v. Khám và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán trước khi mang thai, trước sinh, can thiệp bào thai, điều trị các biến chứng thai kỳ, hội chứng truyền máu song thai, v.v. Đỡ sinh thường, sinh mổ, chăm sóc hậu sản, hậu phẫu, da kề da cho em bé, mổ đẻ thẩm mỹ, lành sẹo, v.v. Khám, đánh giá chức năng sàn chậu, điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, phẫu thuật điều trị bệnh lý sàn chậu, phẫu thuật thẩm mỹ làm hẹp, làm đẹp âm đạo, tư vấn kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản theo độ tuổi, tiền mãn kinh, mãn kinh, tư vấn dinh dưỡng thai kỳ và sau sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc thai sản trọn gói, lớp học tiền sản miễn phí, v.v. Trung tâm sản phụ khoa quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có kiến thức chuyên môn sâu rộng, giàu kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại mới nhất và được dẫn dắt bởi chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực sản phụ khoa, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi. Nhờ đó có thể can thiệp ngay và điều trị nhiều tai biến sản khoa và biến chứng thai kỳ như tiền sản giật, các bệnh lý bánh nhau như nhau cài răng lược, nhau tiền đạo, nhau bong non, đa ối, thiểu ối, vỡ ối non, dọa sảy thai, dọa sinh non, băng huyết sau sinh, v.v. Hay những bệnh lý khó của thai nhi như thai chậm tăng trưởng trong tử cung, tim bẩm sinh, hội chứng truyền máu song thai, thoát vị rốn, dị tật xương khớp, dị tật cơ quan sinh dục, v.v. mang lại cơ hội được sinh ra khỏe mạnh cho nhiều trẻ em. Cùng với đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Trung tâm sản phụ khoa còn sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu đồng bộ, chuyên biệt, phục vụ việc thăm khám, chăm sóc, điều trị các vấn đề liên quan đến thai kỳ, bệnh lý sản khoa, hậu sản, v.v. Đặc biệt là dàn máy siêu âm Doppler màu hiện đại bậc nhất hiện nay có thể thực hiện tất cả các kỹ thuật siêu âm từ 2D, 3D, 4D với đầu dò 4D ma trận cho hình ảnh cực rõ nét, hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ kịp thời phát hiện những bất thường của thai nhi, phát hiện nhiều dị tật bẩm sinh nếu có như các bất thường của hệ thần kinh, tim mạch, cơ xương, v.v. Đặc biệt, với lợi thế thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm sản phụ khoa còn phát huy tối đa sức mạnh của tập thể khi phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa khác trong bệnh viện, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp. Việc liên kết chặt chẽ với trung tâm xét nghiệm giúp các chỉ định tầm soát sàng lọc trước sinh không xâm lấn, các xét nghiệm sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể, xét nghiệm sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh được thực hiện ngay tại Bệnh viện Tâm Anh, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí. Ngoài ưu điểm nổi bật về nhân lực, trang thiết bị, Trung tâm sản phụ khoa sở hữu cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi với các khu khám ngoại trú, phòng thủ thuật, phòng đo tim thai, cơn gò được bố trí khoa học, thuận tiện cho bệnh nhân. Hệ thống phòng sinh, phòng phẫu thuật, phòng hậu phẫu có đầy đủ trang thiết bị hiện đại bậc nhất, được thiết kế theo nguyên tắc liên tục một chiều, ứng dụng hệ thống vô trùng áp lực dương, đảm bảo vô trùng tuyệt đối cho mẹ và bé. Các loại thuốc tê, thuốc gây mê dùng trong phẫu thuật đều thuộc thế hệ mới nhất, ít tác dụng phụ, an toàn cho mẹ và bé. Mẹ và bé được nghỉ ngơi trong phòng nội trú tiện nghi cao cấp, điều dưỡng túc trực 24/7, chăm sóc tận tâm chu đáo, giúp vệ sinh vết mổ nếu sinh mổ, hỗ trợ và hướng dẫn bé bú, tắm cho bé, v.v. Em bé được bác sĩ nhi khoa kiểm tra sức khỏe và theo dõi tăng trưởng cho bé hàng ngày. Các bữa ăn được thiết kế phong phú, đầy đủ dưỡng chất cho phụ nữ sau sinh, phù hợp với khẩu vị, yêu cầu và sở thích của sản phụ, mang đến cảm giác thư giãn, dễ chịu như khi đi nghỉ dưỡng. Đặc biệt, không chỉ chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thai phụ trong thai kỳ và sau sinh, Trung tâm sản phụ khoa còn hướng đến việc trang bị những kiến thức về sinh sản, các kỹ năng chăm sóc mẹ bầu, chăm sóc em bé thông qua các lớp học tiền sản miễn phí được tổ chức mỗi tháng 2 lần với sự hướng dẫn từ các bác sĩ, nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm. Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành, trang thiết bị hiện đại, quy trình thăm khám tiện lợi, phác đồ điều trị hiệu quả, chi phí hợp lý,
Trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh mang tới dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện và an toàn nhất, giúp các mẹ có một thai kỳ nhẹ nhàng, thư giãn, an tâm để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc chào đón con yêu. Trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0287-102-6789, website tamanhhospital.vn, fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.